Bí quyết hủy sạch mỡ bụng, lấy lại vòng eo con kiến, cực đơn giản mà ai cũng làm được. Ngày xưa to bụng là tướng làm quan, bây giờ to bụng không sơ gan thì cũng tiểu đường. Cho nên những người nào mà đang bụng trên to, bụng dưới to thì hãy áp dụng ngay cái giải pháp dân gian cực hiệu quả sau đây anh chị nhé. Cách làm thì rất là đơn giản như sau. Anh chị hãy lấy một củ tỏi nhỏ rửa sạch đập dập, một quả chanh rửa sạch và thái lát nhỏ, một thìa muối trắng và cuối cùng là 500 lít nước sạch. Cho tất cả vào nồi đun sôi lên khoảng 5 phút và chia đôi ra. Buổi sáng anh chị hãy uống trước ăn và buổi tối chúng ta cũng hãy uống trước ăn nhé. Chúng ta làm liên tục từ như thế khoảng 10 đến 15 ngày thì cái mỡ ở vùng bụng của chúng ta và cái vòng eo của chúng ta nó sẽ được giảm đi một cách cực kỳ hiệu quả đấy. Ngoài ra thì còn có một cái cách đơn giản hơn rất là nhiều, đó chính là dùng bột ngũ cốc giảm cân tiêu mỡ Đức Toàn Organic, được làm 100% từ các cái loại hạt chứa rất là nhiều chất xơ. Mỗi sáng thì chúng ta chỉ cần uống một cốc thôi là sẽ giúp tạo cảm giác no lâu, giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Và khi mà chúng ta dùng khoảng 1 tháng thôi ấy, là chúng ta sẽ thấy cái cân nặng của chúng ta nó sẽ giảm đi từ 3 đến 8 kg và vòng eo thì nó sẽ nhỏ đi một cách tự nhiên từ 7 đến 20cm đấy. Anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Và nếu như anh chị nào cần hỏi thêm Trang thông tin về cái ngũ cốc này á thì mọi người cứ hỏi Trang ở phần dưới video này. Còn nếu mà anh chị nào đặt dùng á thì hãy qua cái phần giỏ hàng của Trang ở bên cạnh ấy, chúng ta đặt dùng anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.